Xin chào các bạn. Sẽ thế nào khi một đặc công Triều Tiên lại phối hợp cùng một cảnh sát Hàn Quốc? Đặc công Triều Tiên này là Choi Ryung, một sĩ quan quân đội của Triều Tiên. Trong một lần thực hiện nhiệm vụ, anh bị đồng đội phản bội. Không chỉ giết cả đội của anh mà người vợ sắp cưới của anh cũng bị bắn chết. Vì để báo thù cho đồng đội và hôn thê, anh sẵn sàng dùng cả tính mạng của mình để giết được tên phản bội, cho dù hắn có lẩn trốn đến bất cứ đâu trên thế giới. Hành trình báo thù của Choi Ryung sẽ ra sao? Mời các bạn cùng Đầu Gấu Review theo dõi hết bộ phim này nhé. Tại Triều Tiên có một phòng nghiên cứu bí mật. Nơi đây chuyên nghiên cứu công nghệ làm tiền giả. Vì chính phủ Triều Tiên bị cấm vận nên không có nhiều nguồn thu ngoại tệ để giao dịch quốc tế. Nam chính Choi Ryung đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra bên ngoài căn cứ. Vị hôn thê của anh Hwa Ryung thấy thế không quản trời mưa mang cơm nắm đến sợ anh đói. Khi cô đang định nói ra chuyện gì đó quan trọng thì bỗng bộ đàm của Choi Ryung kêu lên. Phòng nghiên cứu đang bị tấn công là tình huống nguy cấp. Choi Ryung đành dặn hôn thê ở lại đợi chi viện, còn anh lập tức lên đường hỗ trợ. Từ bên ngoài, một đám người có vũ trang tiến vào bên trong. Bọn chúng có nội gián giúp mở cửa nên việc xâm nhập diễn ra rất thuận lợi. Chúng thẳng tay bắn chết lính canh và lùa toàn bộ nhân viên lại một chỗ. Mục tiêu của bọn chúng là khuôn in của đồng $100 này. Sau khi có được mục tiêu, chúng định xử lý hết nhân viên để bịt miệng. Đúng lúc này, Choi Ryung và các đồng đội ập tới. Khi anh và đám người kia đang chĩa súng vào nhau căng thẳng thì bỗng tên đội trưởng Cha Ki-sang đi tới. Hắn là cấp trên của Choi Ryung. Hắn đã sớm bất mãn với chế độ này. Và để đổi lại quãng thời gian thanh xuân uổng phí của mình, hắn đã quyết định đánh cắp khuôn in tiền giả và bắt đầu sống cuộc sống mới. Khi thấy tính mạng của Hwa Ryung đang bị đe dọa, không còn cách nào khác, anh chỉ đành giơ tay đầu hàng. Nhưng tên Cha Ki-sang kia đâu hề có ý định nương tay. Hắn rút ra một quả lựu đạn và chuẩn bị cho hết đám nhân viên ở đây đắp chiếu ngay tại chỗ. Choi Ryung nhanh chóng phản ứng và tránh được vụ nổ. Nhưng trong lúc anh còn đang choáng váng tìm kiếm người yêu, thì tên Cha Ki-sang đã cầm súng bắn chết cô trước mặt anh. Anh vô cùng đau khổ lê từng bước lên liều mạng với hắn. Nhưng tên Cha Ki-sang không để cho anh cơ hội. Hắn bắn một nhát vào vai anh rồi dần tiến lại. Khi hắn rút súng ra định kết liễu anh thì Sukana là súng lại không còn đạn nữa. Đột nhiên hắn nghĩ đến cần có người truyền đạt lại những lời hắn nói với quốc gia, nên đã tha cho Choi Ryung một mạng. Quả nhiên sau khi biết tin khuôn in tiền bị đánh cắp, phía chính quyền Triều Tiên vô cùng tức giận. Vì khuôn in này được coi là kế hoạch kinh tế quan trọng của quốc gia và được đầu tư rất nhiều tiền bạc để nghiên cứu. Ngoại trừ Bộ Quốc phòng Mỹ ra thì không ai có thể phân biệt được thật giả. Việc chỉ còn mình Choi Ryung còn sống lại nghiễm nhiên trở thành mục tiêu bị điều tra. Sau khi chịu hàng loạt cực hình, anh vẫn giữ nguyên thái độ. Anh nói với lãnh đạo nếu cần người hy sinh để bắt Cha Ki-sang thì anh sẵn sàng cống hiến thân mình cho Tổ quốc. Nhưng trước khi giết anh, hãy cho anh một cơ hội để báo thù cho vợ mình. Và điều đó đã làm lãnh đạo cấp cao của Triều Tiên cảm động, quyết định giúp đỡ cho kế hoạch của anh. Theo tin tình báo, Cha Ki-sang sau khi vượt qua biên giới Trung Quốc, đích đến của hắn là Seoul để bán khuôn in tiền. Và một tuần sau vừa hay là ngày tổ chức hội nghị Nam Bắc, nhân cơ hội đó có thể để Choi Ryung xâm nhập vào đó để bắt tên phản bội. Cùng lúc đó, trong một con hẻm ở Seoul, cảnh sát Jin Tae đang đuổi bắt một tên tội phạm bán đớp. Cuối cùng anh cũng đuổi hắn đến một đường cụt. Khi anh cởi áo khoác ngoài ra định xông lên tóm hắn thì nhìn thấy hắn điên cuồng cầm dao nhảy múa trước mặt. Một cảnh sát vô dụng như anh tất nhiên là rén không dám lên, chỉ đành giơ tay giảng hòa. Trong tình thế này, bỗng chuông điện thoại của anh kêu lên, là cô con gái ngoan của anh gọi. Thế là anh liền thương lượng với tên cướp, đợi anh nghe điện thoại một phút rồi đánh tiếp nhá. Nhưng tên cướp kia đâu ngu như anh, nhân lúc này phải cắp đít chuồn lẹ cái đã. Vì sự việc này anh đã bị cấp trên kỷ luật và yêu cầu trong 3 tháng thu xếp công việc, sau đó từ chức. Nhưng quan trọng, anh lại chính là nguồn thu nhập duy nhất trong nhà. Con gái suốt ngày đòi mua điện thoại, còn cô em vợ suốt ngày đến tìm anh mượn tiền. Khi anh đến sở cảnh sát để thu dọn đồ đạc thì cấp trên tìm đến gặp anh. Dẫu sao hai người cũng là bạn cùng trường cảnh sát. Để cho Jin Tae thêm một cơ hội, anh đã cướp một nhiệm vụ đặc biệt về cho anh. Đó là phối hợp cùng cảnh sát Triều Tiên bắt tội phạm truy nã. Không chỉ là cơ hội để anh giữ lại công việc mà còn có khả năng thăng tiến. Sau một hồi cân nhắc, Jin Tae quyết định đồng ý. Anh liền đi theo đội trưởng đến Cục Tình báo Quốc gia. Nhưng Cục Tình báo lại biểu hiện khác xa với những gì anh nghĩ. Hóa ra họ chọn anh là vì hoàn toàn không coi anh ra gì. Và nhiệm lần này cũng là do bên phía Triều Tiên chủ động đưa ra. Mục đích của nó là gì thì anh không cần biết. Chỉ cần anh cản trở đối phương là được. Và cứ 24 tiếng sẽ phải báo cáo lại toàn bộ mọi việc cho họ là được rồi. Phía bên kia, đoàn thượng đỉnh Triều Tiên cũng đã tới. Choi Ryung sẽ sử dụng thân phận cảnh sát Triều Tiên để truy bắt Cha Ki-sang. Anh được cấp trên đưa cho một khẩu súng và một cái điện thoại và dặn dò phải cẩn thận với cảnh sát Hàn Quốc. Jin Tae cầm theo bức ảnh đến sân bay để tìm kiếm Choi Ryung. Và quả nhiên đã nhìn thấy anh ấy, vì bên ngoài còn đẹp trai hơn trên ảnh. Sau khi gặp mặt, anh liền thu lại súng của đối phương vì bây giờ nó thuộc quyền giám sát của Hàn Quốc. Anh dẫn Choi Ryung đi ăn thịt nướng để có thể thăm dò thông tin. Choi Ryung cũng không hề bận tâm đến điều này vì lãnh đạo đã từng nói với anh đối phương là một người vô cùng thâm độc, nhất định sẽ tìm cách để moi được tình báo. Thấy đối phương không đáp lời mình, Jin Tae với tay lấy huy hiệu Triều Tiên của Choi Ryung thì bị anh ấy bẻ tay. U là trời, anh ta khóc tiếng mán, ầm ĩ hết cả quán thịt nướng luôn. Sau khi ra ngoài, Choi Ryung cũng không nói nhiều mà bảo Jin Tae nhanh chóng đưa mình đến Seoul Demun. Nhưng Jin Tae lại nhớ bài mà sếp lớn dạy.
đường nào tắc thì lách vào đồng thời báo cáo lại vị trí của hai người. Điều này làm Cheryung trở nên tức giận và hai người đã xô sát trên xe. Sau đó Cheryung xuống xe quyết định tự hành động. Anh dùng còng tay khóa Jin Tae lại, sau đó anh liền nhảy xuống dưới cầu, để lại Jin Tae kêu cha gọi mẹ ở đó. Thấy độ cao của cây cầu này ít nhất cũng phải 8 mét, Jin Tae liền gọi xin cấp trên viện trợ cho mình. Khi Cheryung đến được nơi trong tin tình báo thì đã thấy Jin Tae đứng sẵn ở đó. Trong khi Jin Tae còn đang lải nhải về việc phải hợp tác cùng thì Cheryung phát hiện điều gì đó, lập tức quay ra, thì ra là tên đưa tin của cha Ki Sang. Ngay lập tức anh đuổi theo và bắt lấy một chiếc taxi. Sau khi đào tẩu khỏi Triều Tiên, tên này đã đi buôn lậu ma túy và súng ở Hàn Quốc. Hoàn thành xong giao dịch, nhận được hàng, hắn sẽ cắp đít rời đi. Nhưng lúc xuống dưới lầu thì lại bị Cheryung lôi cổ lại tra hỏi về tung tích của cha Ki Sang. Tình thế nguy cấp, hắn liền rút súng ra tấn công. Mà anh tôi đâu phải người thường. Cheryung lạng lách lợi dụng mấy con xe mà tránh được họng súng của hắn. Jin Tae lúc này đuổi đến, nhìn thấy cảnh Cheryung bị tên kia truy sát liền lập tức kéo còi báo động của xe cảnh sát. Tên đầu xoăn thấy vậy hoảng sợ bỏ chạy. Hai người chạy như điên trên đường, bay nhảy như người nhện. Sau đó tên tóc xoăn cướp một chiếc ô tô định chuồn, thì Cheryung đấm vỡ cửa kính trèo lên trên bám theo. Nhưng anh bị hắn điên cuồng lái xe đâm hết chỗ này đến chỗ kia. Thấy chiếc xe đưa đón học sinh trước mặt, thế là hắn liền xông lên trước, rồi vội nhảy ra khỏi xe. Jin Tae thấy chiếc xe sắp lao vào một cô bé liền vội vàng chạy đến ôm cô. Nhưng tên kia đã trốn thoát, chỉ để lại một mớ hỗn độn. Cùng lúc đó trong phòng giám sát ở sân bay, phía cảnh sát Hàn Quốc cũng đã phát hiện ra hành tung của cha Ki Sang và bắt đầu truy bắt hắn trước khi phía Triều Tiên tóm được. Jin Tae khi trở về bị sếp mắng không thương tiếc, bảo anh đi kéo dài thời gian, mà anh đang làm cái quái gì đây chứ? Anh hai à, bây giờ kiếm được việc không phải dễ đâu, anh có thể nghiêm túc được chút không hả anh hai? Và để tránh xảy ra việc đáng tiếc, Jin Tae phải giám sát Cheryung 24/24. Và thế là anh chỉ đành bất lực đồng ý. Jin Tae dẫn Cheryung đi uống rượu để bồi dưỡng tình cảm, chén chú chén anh, rồi Jin Tae lừa Cheryung đeo vòng chân theo dõi và bảo rằng khi cảnh sát gặp nhau sẽ giơ chân ra để nhận biết. Sau đó anh liền dẫn Cheryung về nhà. Khi cô em vợ ở nhà thấy Cheryung thì cũng đơ luôn tại chỗ. Sao trên đời lại có người đẹp trai đến mức này được chứ? Và thế là cô liền đứng dậy đi đến chào hỏi anh, mà trong lòng không thể giấu được sự khoái khoái. Đêm đó sợ anh ngủ đất không quen nên Min Young liền đi ra ngoài và nói với anh rằng nếu có vấn đề gì thì có thể đến phòng tìm cô bất cứ lúc nào. Còn Jin Tae lúc hai người buôn dưa lê đã lén lắp máy nghe lén vào điện thoại của Cheryung. Khi mọi người đã ngủ say quất cần câu, Cheryung liền tháo máy nghe trộm trên máy mình ra và gắn vào máy Jin Tae để thu thập tất cả thông tin từ phía anh ta. Qua một đêm miệt mài tìm kiếm, cục tình báo đã phát hiện ra thông tin của chiếc xe. Cùng lúc đó tên xã hội đen đã tìm đến chỗ cha Ki Sang, chỉ vì khuôn in tiền giả độc nhất vô nhị kia. Lần giao dịch này vốn vô cùng thuận lợi thì tên đại ca thận trọng mà nói rằng hắn không tin máy móc. Hãy cho hắn 24 giờ để hắn tìm một chuyên gia kiểm định đến, và hắn muốn tận mắt nhìn thấy giấy biến thành tiền. Cha Ki Sang cũng không hề cáu mà cười nhạo, kiểm tra việc in tiền thì được, nhưng tôi cảnh cáo ông, nếu như ông muốn đùa với lửa thì hãy chuẩn bị tự thiêu mình đi. Còn ở bên này, thông qua camera giám sát mà đã tìm được nơi giao dịch của tên đưa tin. Hai người định xông vào và gô cổ bọn chúng, nhưng bọn chúng cũng đã đánh hơi được từ trước rồi. Hắn không nói gì mà lập tức chĩa súng vào Cheryung. Thấy không thể nào thương lượng được, anh liền ra tay xử gọn bọn chúng. Anh dùng giấy ăn cho vào nước để làm vũ khí đánh cho 10 tên đó phải kêu cha gọi mẹ, khiến cho Jin Tae ở bên cạnh thấy vậy cũng đơ luôn tại chỗ. Sau khi lấy được điện thoại của tên cầm đầu, thông qua đó mà anh biết được vị trí của tên phản bội cha Ki Sang. Hai người lại lần nữa cùng nhau xông vào một sòng bạc. Cheryung nhanh tay nhanh mắt nên đã phát hiện được vị trí của tên đưa tin từ phía cửa sổ mà vội vã đuổi theo. Hai người tự ý xông vào nên đã bị đám đầu gấu bao vây. Nhưng Jin Tae lại không hề rén, bởi vì có Cheryung ở đó nên anh không sợ con mẹ gì hết. Nhưng khi nhìn lại thì anh tôi đã vọt lẹ từ lâu rồi. Trong lúc hoảng loạn anh liền rút súng ra, nhưng chắc để não ở nhà nên làm rơi mất băng đạn. Và thế là anh chỉ biết chui xuống gầm bàn để bọn chúng xông đến đánh. Anh học theo Cheryung lấy cuộn giấy làm vũ khí nhưng không ăn thua. Cùng lúc đó tên phản bội kia mang theo một lượng lớn vũ khí đến cũng bắt đầu thấy rén rồi. Vì hắn chỉ muốn là một người buôn thuốc phiện bình thường thôi, không muốn theo cha Ki Sang kia đi khắp nơi nữa. Tên thuộc hạ gọi điện cho cha Ki Sang nhưng hắn ra lệnh xử lý những kẻ không nghe lời. Và thế là tên thuộc hạ lập tức bắn thẳng vào người anh ta. Còn lúc này Cheryung vừa đến, hai người không nói gì mà trực tiếp nhảy vào cắn xé nhau. Nhưng tên kia thực lực quá kinh khủng, Cheryung mạnh thế cũng chả là gì so với hắn. Sau một hồi vật lộn cuối cùng anh đã thua thảm. Jin Tae lúc này cũng đuổi tới và gọi thêm cảnh sát. Sau khi bồi thêm cho Cheryung một cước và nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát, hắn liền quay xe chuồn lẹ. Jin Tae liền lấy điện thoại của tên đưa tin giao cho nhân viên trong đội rồi bất lực mà trở về nhà. Lúc này manh mối duy nhất đã bị cắt đứt nên chỉ có thể dựa vào chiếc điện thoại đó thôi. Nhìn thấy vết máu loang lổ trên tay Cheryung, Min Young đang đau lòng không thôi mà chạy đi lấy thuốc thoa cho anh. Nhìn thấy dáng vẻ vô cùng xinh đẹp của cô, Cheryung liền nói rằng mình đã có gia đình rồi. Min Young liền đỏ mặt lẩm bẩm rằng sao anh không nói sớm, làm phí tình cảm của cô. Sau đó liền quay người chạy một mạch vào trong phòng. Nhưng Min Young đâu có chịu bỏ cuộc đâu, mưa dầm thì thấm lâu mà.
Cô chủ động nằm trong phòng Cheryung mà nhẹ giọng nói rằng, anh yêu người con gái đó chứ. Nhưng sau khi phát hiện người trên giường là anh rể mình thì cô vô cùng xấu hổ chạy biến khỏi phòng. Cùng lúc đó khi khám nghiệm tử thi, cục tình báo đã phát hiện ra manh mối từ tờ tiền giả chưa hoàn thiện trên người tên phản bội kia. Sáng trên bến sông Cha Ki-sang tập hợp tất cả các người Bắc Triều Tiên lại để đảm bảo hoàn thành giao dịch một cách suôn sẻ. Tên xã hội đen cũng dẫn người đến như đã hẹn và hoàn thành xong kỹ thuật in tiền tại đó. Nhìn thấy những tờ tiền giả vô cùng hoàn hảo, người giám định vô cùng phấn khích và nói nó thật thần kỳ. Thế là hai người cùng ngồi xuống và chuẩn bị tiến hành giao dịch. Còn ở bên này, vì để bắt được tên phản bội kia, Cheryung đã kể cho Jin Tae nghe đầu đuôi sự việc và lấy được lòng tin của Jin Tae. Thế là hai người vội vã đến khu biệt thự. Sau khi xác nhận hai bên đang giao dịch với nhau, anh liền bảo Jin Tae trở về. Vì anh biết được đám đặc nhiệm này đáng sợ đến mức nào. Còn anh thì lấy dây thừng ra chuẩn bị tiến vào trong. Sau khi trèo lên tường, họ lại tiếp tục phối hợp với nhau. Nhờ vào video điện thoại mà họ biết được tình hình ở bên trong phòng. Cùng lúc đó liền đưa ra giá khởi điểm và nói rằng ngoài khuôn in tiền này ra ông ta sẽ chịu mọi rủi ro. Hơn nữa còn nói rằng hắn là người duy nhất ở Hàn Quốc có thể nuốt được thứ này, nên muốn đòi giảm một nửa giá, và điều đó đã khiến Cha Ki-sang kia điên lên. Hắn đã sớm đoán được tên đó là một tên không mấy tốt đẹp gì, nên liền bắt đầu ra lệnh nổ súng giết hết đám người của lão ta. Thì ra chúng mày chọn cái chết thế thì được thôi, tao tiễn chúng mày lên đường hết. Xong xuôi hắn liền nhấc theo khuôn in rồi rời đi. Lúc này không do dự thêm nữa mà đạp vỡ cửa kính xông vào. Và lúc này hai bên lại lần nữa đấu súng với nhau. Dưới họng súng thần của mình, đám thuộc hạ của Cha Ki-sang lượt từng tên đáp chiếu tại chỗ hết. Tao đã sớm biết mày sẽ đến đây, mà muốn giết tao thì mày cứ thử đi. Sau đó hắn liền thuận tay ném ra một quả lựu đạn rồi cắt đít rời đi. Cheryung cùng Jin Tae kịp thời tránh đi nên đã giữ lại được cái mạng quen của mình. Sau khi bình tĩnh lại, hai người liền chạy đến bãi đỗ xe rồi điên cuồng mà đuổi theo đám người Cha Ki-sang. Và một cuộc rượt đuổi quá nhanh quá nguy hiểm ở Seoul lại lần nữa bắt đầu. Mấy cái biệt thự di động cũng chẳng ngán mà đâm quệt. Thấy tên Cha Ki-sang chạy sắp đến trung tâm thành phố, Cheryung liền giơ chân đạp phăng cửa xe, rồi cúi người xuống để bắn thủng lốp xe của hắn. Xe của tên Cha Ki-sang lập tức mất lái và lật ngửa ngay tại chỗ. Anh nhanh chóng xuống xe, chuẩn bị nổ súng kết liễu tên Cha Ki-sang khốn nạn. Nhưng thằng cha chết tiệt Jin Tae lại ngăn anh lại, không cho anh giết người. Thế là liền ôm anh đắm đuối mà ngăn anh lại. Nhưng khi anh quay đầu lại thì tên cha kia đã nhảy xuống biển trốn thoát rồi. Và thế là lúc này liền nói cho Jin Tae biết mục đích báo thù của mình. Thì ra lúc đó Hoa Diêu đã mang thai. Một người hai mạng thì sao anh có thể không báo thù chứ. Lúc này cảm Jin Tae thấy vô cùng hoảng hốt mà nhặt lấy khuôn in tiền đưa cho Cheryung và bảo anh hãy sống cho thật tốt, còn tên cha kia hãy để anh thay cậu giết chết hắn. Thấy đám cảnh sát sắp đuổi đến, Cheryung không do dự mà liền quay người rời đi. Anh dự định đem khuôn in tiền này về giao cho cấp trên, còn bản thân thì trở về nước làm việc. Nhưng ai ngờ được là tên Cha Ki-sang lại chưa chết. Vừa lên bờ hắn đã lập tức ra lệnh bắt vợ và con của Jin Tae để uy hiếp anh, bắt anh giao khuôn in tiền ra cho hắn. Jin Tae nghe tin như sét đánh bên tai. Không còn cách nào, anh chỉ đành gọi điện cho Cheryung bảo anh mang khuôn in tiền ra để trao đổi. Cheryung không hề do dự mà liền báo cáo lại với cấp trên. Nhìn thấy anh quyết tâm đến vậy, cấp trên cũng không hề can ngăn, vì dù gì thì anh cũng là chiến binh mạnh nhất của ông. Đến khi Jin Tae đến công xưởng thì Cheryung đã mang theo súng và đến đó rồi. Anh sử dụng súng bắn tỉa, tiêu diệt hết đám bên ngoài, đồng thời cũng dùng hai miếng khuôn in để bắt hắn giao người. Cha Ki-sang lúc này muốn chiến lắm rồi đó, nhưng cũng đành tắt bom đi và thả vợ con Jin Tae. Sau khi cả nhà Jin Tae rời khỏi đó, Cheryung thì tiến vào trong công sự rồi đem hai miếng khuôn vứt luôn xuống tầng 1. Anh tiếp tục mai phục ở quanh đó giết hết những người muốn đến lấy khuôn in tiền. Nhờ kỹ thuật dùng súng và thân thủ siêu phàm, cuối cùng anh cũng giải quyết được mấy tên ở đó. Sau khi bắn hết đạn anh chỉ có thể đấu tay không. Biết được điều đó, tên thuộc hạ liền bắn liên tiếp về phía anh rồi xông lên tấn công. Vì phần bụng đã trúng đạn nên anh khó khăn khi đánh lại hắn. Vốn dĩ thực lực của hai người chênh lệch xa, nhưng anh đã cáu thì lực tấn công còn mạnh hơn nhiều. Sau màn đấu võ kịch liệt thì hắn ta cuối cùng cũng đã bị Cheryung đánh cho đơ luôn rồi. Chính lúc định bồi cho hắn một nhát thì tên Cha Ki-sang liền xông đến bắn anh. Cheryung lại ăn thêm một viên kẹo nữa, đám thuộc hạ cũng nhanh chóng kéo đến bao vây anh. Trong lúc nguy cấp, Jin Tae liền phóng theo con xế mà xông vào đó. Anh đáp băng đạn cho Cheryung để phản công. Sau khi lấy được đạn, Cheryung lại lần nữa xông lên chiến đấu, nhất định phải bắt tên Cha Ki-sang kia phải đền tội. Nhưng sức lực của anh đã sớm cạn kiệt, nên khi đối diện với tên Cha Ki-sang khỏe như voi kia thì căn bản là không còn sức trả đũa nữa, mà bị hắn dẫm đạp trên nền đất vô cùng đau đớn. Khi hắn nhặt dao lên định giết Cheryung thì Jin Tae lần nữa đến kịp nổ súng bắn hắn. Thấy vậy, Cha Ki-sang lập tức bỏ chạy. Sau khi nhìn thấy Cheryung thương tích đầy mình, Jin Tae lần theo vết máu để tìm tên khốn kia. Nhưng lần này hắn đã mai phục tấn công anh. Người như Jin Tae nhanh chóng bị hắn đánh gục, sau đó hắn cầm thanh sắt liên tục đánh anh. Bỗng tiếng súng vang lên bắn trúng tên Cha Ki-sang. Cheryung bồi thêm mấy phát tiễn hắn về với ông bà. Hai người cộng sự ngồi tựa lưng vào nhau tâm sự. Lúc này đối với cả hai người, khuôn in tiền này không còn quan trọng nữa. Họ nhường qua lại cho nhau nhưng không ai muốn lấy. Thế là Jin Tae liền vứt nó xuống sông.
sau khi trấn tĩnh lại thì đám cảnh sát Seoul đã đến đó. Và bộ phim đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nhớ ấn like và đăng ký kênh để ủng hộ.